Dù bằng tuổi nhưng nhan sắc của Phạm Văn Phương và ông xã Lý Minh Thuận thực sự đối lập. Có thể thấy, dù hai vợ chồng bằng tuổi nhau nhưng rõ ràng Phạm Văn Phương thì ngày một trẻ ra, trong khi Lý Minh Thuận lại liên tục xuống phong độ. Trên trang cá nhân mới đây, Phạm Văn Phương đã chia sẻ loạt khoảnh khắc vô cùng tình cảm nhưng không kém phần nhăn nhít của cô cùng ông xã Lý Minh Thuận. Nhìn loạt khoảnh khắc ngọt ngào và trẻ trung này, không ai nghĩ cặp vợ chồng đình đám này đều đã bước sang tuổi 50. Bên cạnh những hình ảnh ngọt ngào, Phạm Văn Phương cũng không quên nhắn nhủ ngâm nịnh ông xã: "Anh thực sự tỏa sáng, khiến em phải lùi về sau." Tuy nhiên, điều khiến fan bàn tán nhiều nhất chính là sự chênh lệch về ngoại hình của hai vợ chồng. Phạm Văn Phương và Lý Minh Thuận cùng tuổi, nhưng khi đứng chung một khung hình, cặp đôi trông khác biệt đáng kể. Trong khi Phạm Văn Phương vẫn duy trì được vẻ ngoài tươi trẻ với làn da đều màu, gương mặt bừng sáng, hồng hào, thì chồng cô lộ tóc trắng, nếp nhăn trên gương mặt. Cùng bước vào tuổi 50, nhưng Phạm Văn Phương ngày càng trẻ trung hơn tuổi, trong khi Lý Minh Thuận lão hóa với tốc độ nhanh hơn vợ. Không ít người mong muốn rằng Lý Minh Thuận nên chăm sóc ngoại hình một chút để không bị chênh lệch quá nhiều khi đi bên cạnh bà xã xinh đẹp. Tuy nhiên, Phạm Văn Phương vẫn lên tiếng bên vực chồng: "Anh luôn tỏa sáng khiến em phải lùi về sau", khi cộng đồng mạng nhận xét Lý Minh Thuận già nhanh hơn vợ. Vợ chồng nghệ sĩ Phạm Văn Phương và Lý Minh Thuận được xem là cặp đôi đẹp nhất của làng giải trí Singapore. Hai người nên duyên sau khi hợp tác chung trong Thần Điêu Đại Hiệp, bản do Singapore sản xuất. Bộ phim đã đưa hai ngôi sao nổi tiếng bậc nhất Singapore trở thành đôi bạn thân. Suốt 10 năm họ hẹn, nhưng họ quyết định giữ bí mật mà chỉ khẳng định họ là đôi bạn thân có cùng đam mê và nhiều tương đồng về quan điểm sống. Đám cưới của Phạm Văn Phương và Lý Minh Thuận đã trở thành hôn lễ thế kỷ của làng giải trí Singapore vào năm 2009. Phạm Văn Phương tâm sự: "Hạnh phúc lớn nhất của đời cô là tìm được một người bạn đời cùng ngành nghề, sống tình cảm và rất biết cảm thông." Đặc biệt, Lý Minh Thuận lại rất được lòng mẹ của Phạm Văn Phương vì lối sống chân thành và chu đáo. Sau 11 năm chung sống, cặp đôi có một cậu con trai chung. Dù không còn đóng phim thường xuyên, nhưng Lý Minh Thuận và Phạm Văn Phương vẫn là cặp đôi hot của làng giải trí Singapore. 5 năm sau ngày cưới, Phạm Văn Phương sinh con trai đầu lòng. Sau khá nhiều nỗ lực, cô quyết định tạm rút lui khỏi làng giải trí để dành thời gian cho gia đình. Phạm Văn Phương tâm sự rằng cuộc sống của cô hoàn toàn thay đổi từ khi làm mẹ. Sự xuất hiện của con trai đã giúp cuộc đời cô bước sang một trang mới và trải nghiệm những cảm xúc đặc biệt. Phạm Văn Phương sinh năm 1971, là ngọc nữ màn ảnh của Singapore. Các bộ phim nổi tiếng của nữ diễn viên có thể kể đến như Thần Điêu Đại Hiệp, Thanh Xà Bạch Xà, Buôn Nguyệt, Phúc Lộc Thọ Tam Tinh Báo Hỷ, Liêu Trai Kỳ Nữ Tử Chi Liên Thanh. Trong đó, vai diễn tiểu long nữ của cô trong Thần Điêu Đại Hiệp đến nay vẫn ghi dấu trong lòng khán giả. Nhan sắc tuổi 50 của Phạm Văn Phương khiến cộng đồng mạng ngưỡng mộ. Phạm Văn Phương từng thổ lộ cô luôn muốn có thật nhiều con, nhưng do sức khỏe và tuổi tác, nữ diễn viên chỉ có một cậu con trai. Cô thường chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình trên trang cá nhân. Nhiều người cho rằng chính cuộc sống gia đình viên mãn và tràn ngập tiếng cười bên chồng con đã góp phần giúp Phạm Văn Phương giữ được nhan sắc tươi trẻ bất chấp thời gian. Nữ diễn viên cũng được xem là biểu tượng nhan sắc của làng giải trí Singapore suốt 30 năm qua khi vẫn trẻ trung, thong thả, bất chấp thời gian và tuổi tác. Do vậy, dù không còn đóng phim thường xuyên, nhưng Phạm Văn Phương vẫn là gương mặt đại diện của nhiều nhãn hàng lớn tại Singapore. Gia đình Lý Minh Thuận và Phạm Văn Phương luôn ngập tràn tiếng cười và hạnh phúc. Cặp đôi nghệ sĩ luôn chọn con trai là sự ưu tiên hàng đầu nên chấp nhận hy sinh sự nghiệp để dành thời gian đưa con đi du lịch, trân trọng những giây phút hạnh phúc bên nhau. Dù đã ở bên nhau gần 20 năm, nhưng Phạm Văn Phương và Lý Minh Thuận vẫn ngọt ngào, tình cảm như ngày mới yêu. Lý Minh Thuận khẳng định rằng, vợ và con trai là những điều tuyệt vời nhất anh có được trong cuộc sống này. Sau khi sinh quý tử đầu lòng, nhiều năm qua, Phạm Văn Phương hạn chế công việc để tập trung chăm sóc con nhỏ, tổ ấm.